Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì bao ngày qua em Trung có đi tiếp rất là nhiều khách đi xem nhà, thì em cũng biết là anh chị mình là gia đình đông người muốn tìm một cái căn nhà giá cả vừa phải nè, nơi ở thì thoáng mát, rộng rãi, an ninh nè, để cho gia đình mình dễ dàng ở. Thì hôm nay em Trung xin giới thiệu lại cái khu nhà 35 căn của bên em xây dựng nha anh chị, với mức giá chỉ từ 600 triệu thôi là anh chị đã có thể sở hữu được căn nhà lầu rồi, đường đi ô tô thông thoáng tới nhà, khu dân cư thì mát mẻ rộng rãi luôn. Và sau đây em xin mời anh chị cùng em xem hết video để có thể là coi thử căn nhà 600 triệu như thế nào nha. Dạ xin mời anh chị ạ. Dạ và đây như anh chị thấy nè, đây là cái lối đi nội bộ trong nhà mình nha, trong khu nhà của mình nó lót gạch rất là sạch sẽ luôn, xung quanh thì có rất là nhiều cây kiểng luôn. Thì hiện tại bây giờ đó là tầm khoảng 2-3 giờ trưa thôi mà anh chị thấy không, rất là mát mẻ luôn, khu này thì cực kỳ an ninh rồi. Và trong khu vực này của em á thì em đã bán được 10, 14, 15 căn nhà rồi nha anh chị, và mọi người cũng đã về ở rồi. Thì trong đây theo phía tay phải của em Trung đây nè, là một cái dãy nhà giá rẻ bên em với giá chỉ từ là 340 triệu một căn thôi, là anh chị mình đã có thể là sở hữu được một căn nhà rồi. Đó anh chị thấy không, nguyên một khu luôn, bà con ở cũng rất là nhiều luôn, đường xá thì sạch sẽ nè, còn cống gọn gàng hết. Còn bên phía tay trái của em Trung đây á thì là một cái dãy nhà em xây một lầu nha anh chị. Thì bên đây á thì em đã bán được cũng là 5 căn rồi. Đó bà con mình về cũng ở hết trơn rồi. Và khu vực này thì được một cái là an ninh nè, đông vui nè, đường xá thì nó rộng rãi thoải mái. Và hôm nay á em sẽ dành cái clip này để quay căn nhà 600 triệu cho anh chị coi, vẫn là căn nhà một lầu nha. Đó thì đây, đường vào nhà mình nè, căn này, căn số 6 này thì cũng có người ở rồi. Và căn này được một cái đó là như anh chị thấy bên tay phải nè, bên đây là nhà của bà con xung quanh dân nha anh chị. Đó, nhà mình không đâu mặt với ai luôn, rất là thoáng mát, rất là sạch sẽ luôn. Bên đây thì người ta gọi là có một căn nhà vườn rồi. Đó, và đây phía tay trái của em Trung, anh chị mình nhìn nha, căn nhà 600 triệu, căn này là căn A7 nha anh chị, căn A7 600 triệu với diện tích là ngang cho 5 mét rưỡi nè, dài vô cho 6 mét, xây một lầu gồm có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha anh chị. Căn 600 triệu thì chỉ có một nhà vệ sinh thôi, còn căn 600 còn căn 730 triệu, 650 triệu thì nó được hai nhà vệ sinh. Đó, đây đường xá thì được rộng rãi nè, cầu cống đường rãnh thoát nước thì có đầy đủ hết trơn luôn. Ở đây thì gió quá trời gió luôn rồi. Nhà thì được bảo vệ bằng lớp cửa hai cánh, cửa sắt nè, kính cường lực nha anh chị. Ở trong là em chơi song sắt rất là đan xen nè, chéo 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 quá trời luôn, rất là an toàn cho mình luôn. Cái bậc thềm vào nhà mình á là em sử dụng đá hoa cương nè, rất là cao luôn. Và nếu mà anh chị về đây á là em sẽ làm cho anh chị một cái cầu trượt để anh chị mình dẫn xe ra vô. Thì nếu mà anh chị mình muốn làm bằng bê tông thì em làm bê tông, còn anh chị muốn làm bằng sắt để ghế vận chuyển ra vô thì em cũng làm bằng sắt cho anh chị mình luôn. Và sau đây à quên nữa, đằng trước nhà thì như anh chị thấy nè, gạch là em lót rất là sạch sẽ ngoài trước luôn nha. Anh chị mình có đậu xe dựa vào tường á, nó cũng sạch sẽ luôn, nó không sợ bị trầy tường. Mỗi căn nhà đều có một cái đồng hồ điện. À đây, đất lành chim đậu. Ở đây có tổ chim nữa, đất lành chim đậu nha. Và một cái đồng hồ nước. Thì đồng hồ nước là em để ẩn dưới đây nha anh chị. Đây, ẩn dưới đây. Dưới đây em có để đổ bê tông rất là sạch sẽ rồi. Đó, đổ bê tông sạch sẽ, đồng hồ nước em để ẩn dưới đây nè. Đó, anh chị mình xem. Rất là kín đáo luôn, an toàn luôn. Mình không có sợ bị chạy ra chạy vô mà cán lên đồng hồ nước rồi gãy ống nước rồi này kia, nó rất phiền phức. Bên em chơi ẩn xuống đó luôn cho anh chị mình thoải mái luôn. Bên đây thì mình có một cái lớp cửa sổ bên hông nhà nữa nè. Đó, cửa sổ cũng bằng sắt luôn, kính cường lực ở trong có song sắt bảo vệ luôn. Rồi, em Trung xin mời anh chị cùng em vào tham quan căn này nha. Thì hiện tại là căn này em đang để trống, em chưa có vào nội thất nữa. Nếu mà anh chị mình mua căn này của em Trung á, thì em Trung sẽ tặng mình một ít nội thất nha. Rồi, trong nhà ở dưới nền á, thì mình lót gạch màu thiên thanh, gạch 60 nha anh chị. Xung quanh tường á, là em đã lót gạch xung quanh hết trơn tường luôn rồi, rất là sạch sẽ luôn. Cái khu vực này anh chị mình có thể là để một cái bộ ghế sofa nè, nó để mình ngồi đây. Còn cái khu vực bếp này anh chị mình có thể làm một cái vách ngăn ở đây, nó để ngăn cách khu vực bếp với phòng khách cũng đẹp. Hoặc là anh chị mình thích không gian thoáng, không gian trống thì mình để trống giống này luôn, thì nó càng đẹp càng rộng rãi nữa. Phía bên tay trái của em Trung á, đây là cái khu vực bếp của mình. Và anh chị thấy nè, bếp của mình nó là bếp bằng nhựa nha anh chị. Đây, tủ bếp bằng nhựa nè, tủ bếp trên bằng nhựa, tủ bếp dưới cũng bằng nhựa luôn. Và nhựa này là nhựa mới nè, nhựa sơn 4D, 4D rất là bền luôn, không sợ bị thấm nước, không sợ bị co giãn luôn. Mặt bếp á, thì sử dụng là đá hoa cương nguyên một tấm luôn nè. Đó, đá hoa cương này là đá tự nhiên nha anh chị, nguyên một tấm luôn, rất là đẹp luôn. Tường bếp thì em cũng la lót gạch hình vân gỗ nè, nó vừa sạch sẽ, cái màu này nó nhu nhu nữa, anh chị mình chiên xào nấu nướng này kia đó, văng dầu mỡ lên mình lau chùi cũng rất gọn gàng luôn. Ở đây thì em có cái bồn nước, bồn đôi, bồn 8 tấc nè, cho anh chị mình sử dụng. Một bên đó là làm rau, làm thịt, làm cá, một bên thì rửa chén, rửa bát, nó riêng biệt rất là sạch sẽ cho gia đình mình luôn. Và tối ưu hóa không gian hết á, thì ở dưới cầu thang nè, em làm một cái nhà vệ sinh ở dưới cho gia đình mình sinh hoạt chung cái nhà vệ sinh này. Cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm nè, kính là kính mờ nhám nha anh chị, nó kính mờ cám rất là đẹp luôn. Nhà vệ sinh á, các cái vệ sinh đầy đủ trơn á, gạch thì lót lên đến cao nè, ở dưới cũng lót gạch sạch sẽ luôn cho anh chị mình sử dụng.
Đó, cực kỳ êm ha. Rồi phía bên ngoài nhà vệ sinh á, khu vực này em làm một cái ống cấp nước nè, một cái ống xả nước, hai cái ống xả nước mà một cấp nó cấp nước. Anh chị mình có thể là làm một cái bồn nước riêng ngoài đây để rửa tay rửa mặt cũng được, hoặc là nếu mình không thích thì mình chỉ cần là để máy giặt ở đây sử dụng ống cấp ống xả thôi. Ổ điện có làm sẵn luôn cho anh chị mình sử dụng, nó đầy đủ luôn. Trần nhà thì rất là cao rồi anh chị ơi, trần nhà cao thoáng nè, toàn bộ hệ thống nó đèn led hết trơn luôn, cho nó vừa tiết kiệm điện nè, vừa sáng và vừa dễ sửa chữa nữa. Rồi em mời anh chị cùng em di chuyển lên trên để mình xem tầng 1 nha. Thì cầu thang của mình nè, nhìn chị thấy nè, đi rất là thoải mái luôn, tại nhà mình nó có chiều ngang á, đi cầu thang thoải mái lắm. Là cầu thang của mình đó là thay vịn cầu thang bằng gỗ nè, hành cầu thang là bằng sắt nè, rồi mặt cầu thang bằng đá hoa cương nữa, đi lên cảm giác rất ok. Thì cái vị trí chính xác của nhà mình đó là thuộc ấp 2 xã Phước Lợi nha anh chị. Từ chợ Gò Đen mình di chuyển tầm khoảng 2 km thôi là mình đã xuống tới nhà rồi, và cách quốc lộ 1A cũng khoảng 2 km luôn. Từ đây mà anh chị mình muốn di chuyển lên chợ Bình Chánh tầm khoảng 5 km và anh chị mình muốn lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đâu đó nó tầm khoảng 20 phút 25 phút đi xe máy là tới rồi. Và đây là căn phòng đầu tiên trên tầng 1 nè, dưới lớp gạch cũng sạch sẽ nè, trên trần thì cũng rất là cao nè, rồi ổ điện dây điện em đi rất là đầy đủ luôn. Và bên cạnh đó em cũng mỗi căn phòng đều có cửa sổ hết, thông ra hết cho gia đình mình càng thông thoáng nha anh chị. Đó, cửa chính cũng là bằng cửa nhôm luôn. Và em mời anh chị cùng em tham quan căn phòng thứ hai nha. Đây, phòng thứ hai cửa là cũng cửa nhôm nha anh chị. Và đây là căn phòng thứ hai nè, nó trong này nè rất là thiết kế rất là rộng rãi luôn. Và bên đây á em có chừa một cái khung này nè, anh chị mình cũng có thể làm tủ âm tường ở đây, hoặc là mình dời cái khu vực ngủ mình ở đây cũng được nữa. Em để rất là nhiều ổ điện chờ cho mình luôn, anh chị mình dễ dàng sử dụng. Trần thì rất là cao nè, thêm vào đó là mình có cửa sổ ở đây nè, mở cửa ra anh chị mình đón gió đón sáng thì rất là ok rồi đó, thấy không? Hiện tại đang gió nhiều, em đóng cửa sổ lên cái nó có sông, nó có mấy khúc sông sắt bảo vệ nên chị thấy không, rất là kín đáo luôn. Đây, cửa này gài hai cái cực kỳ ok anh chị. Rồi em mời anh chị mình ra tham quan cái ban công nha. Rồi em mời anh chị mình ra tham quan ban công. Đây có ban công thì nhà thoáng mát rộng rãi rồi, với lại nhà không có đâu mặt với ai nữa, anh chị mình giặt đồ phơi lên hàng rào cũng được, cũng cực kỳ thoải mái nữa. Ban ngày mở cửa này ra thì nó mát, đón gió vô đỡ tốn điện. Nếu mà gia đình mình á, từ 4 tới 6 người á, ở căn nhà thì quá hợp lý luôn, quá rộng rãi luôn. Còn nếu mà nhà mình đông người hơn tí xíu á, thì mình có thể là chọn căn to hơn tí xíu với giá tiền là tầm khoảng 750 nè, 850, 900. Ở khu vực này em chung đều có đủ hết trơn luôn cho anh chị mình dễ dàng sử dụng luôn. Thì em xin tổng kết một số thông tin nhà mình nha. Nhà thì là xây trên 100% đất thổ cư nè, không tranh chấp, không quy hoạch gì hết luôn. Đó, anh chị mình ở lâu là dài vĩnh viễn nè. Đường ô tô thì tới nhà luôn. Khu vực này á, là đường nội bộ của em nè, là lót sạch sẽ đàng hoàng nè. Rồi cầu cống thông hết trơn luôn, không bao giờ sợ ngập, không bao giờ sợ lụt luôn nha anh chị. Ở đây rất yên tâm luôn. Khu vực 35 căn này của em á, thì là cực kỳ an ninh nè. Anh chị mình vào đây ở thì khỏi lo về vấn đề an ninh luôn nha. Tại vì bà con mình ở đây cũng từ trước tới giờ rồi, nó cũng rất là an ninh luôn, em chưa thấy ai phiền hà cái gì hết trơn đó, nên anh chị mình về đây cứ yên tâm luôn. Thì giá căn nhà em chung vừa review á là chỉ là 600 triệu thôi nha anh chị, 600 triệu cho căn nhà một lầu đổ thật luôn nha. Đó, nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà đẹp phù hợp với túi tiền á thì hãy liên hệ em chung sớm nhất để có thể là xuống đây mình xem căn nhà và lựa chọn căn nhà luôn để cho phù hợp với gia đình mình. Thì trong khu vực này em chung có căn nhà rẻ nhất á là hiện tại nha, rẻ nhất hiện tại là giá 340 triệu. Đó, vẫn còn thương lượng luôn. Nếu anh chị muốn mua nhà mà tầm khoảng 300 mấy á thì cũng có thể là liên hệ em chung để xuống đây tham gia tham quan cái khu nhà này của em luôn. Và em chung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo ạ.